Tiếp tục live trưa của ngày 27. Em xin phép lên cho anh em ít đồ lính Mỹ đã qua sử dụng nha em. Đầu live em lên một con hải quân Mỹ áo combat dây chống cổ đàng hoàng nha em. Đây, một con áo combat ở giữa này thun và hai bên này là bằng vải. Con này tương đương size L. Tương đương size L. Em đo cái bề ngang cái nha. Bề ngang của nó là 60, size L là 8 đến 90 kg là bận body, còn anh em bận thoải mái như áo này á thì là 6 70 kg thôi. 70 kg thôi. Dài áo là 76. Đẹp đều như em. Cái này gọi là màu đen nhá. Chốt cho em con này 500.000 mã 72 mở hàng đầu like cho em. Tiếp một con thủy quân vàng. Thủy quân vàng cũng đang khan hiếm lắm anh em ạ. Không phải là dễ mà có đâu. Nhất là đồ còn đẹp, đồ cũ thì đầy. Rồi tiếp một con kaki nâng chun bụng 76 và căng hết cỡ là 88. 8 tứ hộp. Dài quần là 110 của Linh Mỹ nha anh em. Đấy, từ trên này xuống đều và đẹp hết nha. Quá trời là đẹp luôn. Chốt cho em 350 mã 71. 350.000 mã 71. Tiếp một con áo Philip của Không Quân. Con này có lót đi kèm anh em. Tức là anh em bận hai mùa, mùa đông và mùa hè được nha. Con này là size gì? Size là 42R. 42R cao trên 1m7. Đấy, cái cổ anh em dòm em chút này. Nó cũng hơi dơ một tí đi ha. Vai của nó là 51, 70 đến 80 kg. Dài áo là 69. Chiều dài này là đỉnh rồi đúng không ạ? Xanh đều và đẹp. Chất vải kaki nha. Cái dòng của Không Quân này là vải kaki ạ. Ở đây nó dính một chút dơ. Áo còn rất là mới ha. 70 đến 80 kg và cao trên 1m7. Nó còn như áo Philip anh em. Philip tàu hàng, Philip tàu sân bay. Rồi, mới 93 đến 96%, 500.000 mã 70. Con này có cả lót nha. Anh em sử dụng hai mùa được luôn. Tiếp con sa mạc đá và chiếc vải caro này. Chiếc vải caro. Con này hàng cấp phát của Linh Mỹ anh em. Vai của nó là 54 là to lắm à. Dài áo là 77. Khá là to luôn. Ở đây nó bị dơ một ti ti này. Dơ một chút. Ở đây nó cũng bị dơ một ti ti nữa nhé. Rồi. Đằng sau đều và đẹp. Nói chung là chất vải caro cực kỳ hiếm với một con sa mạc đá đúng không ạ? Toàn là kaki không à. Và vai 54 là con này là 95 đến 100 kg. 90 kg cho nó đẹp đi. 90 kg trở lên. Chốt cho em con này giá là 300.000 mã 69. 300.000 mã 69. Tiếp một con Philip của Không Quân màu đen. Con này thì cũng có lót đi kèm luôn. Có lót đi kèm luôn. Tức là sử dụng được hai mùa luôn ha. Con này này cái tem size của nó này. Cái tem size của nó thì lại không có màu, không có chữ rồi. Nhưng mà miếng dán cái lót thì lót là 12. 12 nó tương đương là size small. Mà vai của nó lại 49-50. Ốp, dài 64 không phải small là cái thằng size của Pháp. Small là nó số 6. Nói chung là cái size này khó hiểu quá. Rồi 60 tới 70 kg đúng rồi, small. 12 là small. Nhiều khi công thức của Mỹ nó lẫn lộn qua của Pháp. Rồi nhiều công thức đau đầu quá. Rồi 60 tới 70 kg tương đương size small. Chiều dài này thì cao dưới 1m7 anh em. Nếu mà anh em cao trên 1m7 bận được luôn. Đúng chuẩn là phải cao trên 1m7, nhưng mà do mình bận cỡn vậy không có quen đâu này. Cho nên chơi vậy nó chưa chắc. Chốt giùm em 500.000 mã 68, bận hai mùa nhé. Mùa đông và mùa hè. Tiếp một con rần ri vải caro, dòng này là 100 cotton nha nhé. Hàng cấp phát của Linh Mỹ.
vai của nó là 49, 70 đến 80 kg. Dài áo là 74, nói 100 cô tông, là con này hơn những con khác đấy nha. Có một cặp pin ở đây bằng kim loại này. Cặp đó được 400 nghìn rồi đó. Wet and Nook. Con này có 2 điểm. Được cặp pin và áo 100 cô tông. Dân tem thì vi vu. Ai chốt nhanh chốt con này này. Chắc chắn con này sẽ rẻ bởi vì 2 cặp pin đã được 400 nghìn rồi. Mà con áo này chỉ có 600 nghìn. 600 nghìn mã 66, đúng không? 70 đến 80 kg, 100 cô tông. 70 đến 80 kg đâu, 80 đến 90 kg à. Con này là to bê. 80 đến 90 kg, báo cáo nha. Giờ đây đếm tem để tính nha. Hai cái con pin này là 400 nghìn rồi. Bây giờ tính tem này, 1, 2, 3, 4 cái tem. Tem này cũng không rẻ và tem này cũng không rẻ, cho tính đồng là 50-200 nghìn tiền tem này. 200 cộng 4 cái, 400 cái này là 600 nghìn. Chưa có con áo 100 cô tông. Bây giờ bán tem tặng áo luôn 600 nghìn mà 66. Tặng một con 100 cô tông nha. Hơi bị độc đơ. Tiếp một con áo của Hải quân Mỹ. Cái dòng này là pilot tàu sân bay ấy. Mùa đông cực kỳ ấm. Dày, dài áo là 64. Mới keo sờ beng luôn. Mới keo luôn. Em đo chiều dài, áo này vai lớp 5 không có đo được chiều dài vai nha. Áo 64 nếu mà đúng chuẩn người lính mà nó bận là cao 1m7, 73, 74 rồi đó. Nhưng mà dân mình thì cao 1m7 là nghe là không dám bẩn, đúng không? Em 1m58 em bẩn nghe nó vừa này. Cho nên mình cao một mà mình cảm thấy sao mình bẩn. Bẩn cho em dưới 1m7 đi. Cặp con này là 60 đến 70 kg. Vừa sử dụng miếng dán, vừa sử dụng miếng kéo. Chốt giùm em con này giá của giá của lính không quân hả trời. Con này là tiền triệu đó. Con này là tiền triệu mà em bán bằng áo Philip không quân nè. Cái này ai chốt là lời được 500 nghìn rồi. Thôi bán luôn nhá. Mã số 7. Mã 67. Con này mà bán giá này thì teo ri luôn á. Size của nó là small XL. Hàng cấp phát của lính Mỹ anh em. Tiếp con này là multicam chất vải chống cháy. Hàng cấp phát của lính Mỹ. Cái bụng của nó là 80, quần này không có đôn riếp gì được nhá. 80 hộp. Cái thằng chống cháy màu nó rầu rầu anh em à. Dài quần 114, rầu rầu là ở vùng nào đó. Đấy, đều và đẹp hết nha. Quần này hơi dài về mình cắt bớt đi thôi ạ. Quần này nghe cái mông em thấy có một chút gì như kiểu nó bị dính cái bạc bạc cái gì đây phải không ta? Hay là bị ẩm? Em cảm giác như vậy thôi, có cái hơi nhanh á. Quần chất vải chống cháy thì nó mới lắm rồi đó. Nó mới lắm rồi, được vậy thôi. 600 nghìn mã, 65. Tiếp một con sa mạc 3 màu. Chất vải caro hàng cấp phát lên Mỹ. Con này là vai 49, 70 đến 80 kg. Dài áo là 81. Em nhấn mạnh một lần nữa là em báo số ký để cho những người mà có cái bụng to để lường thôi nhá. Chứ anh em đừng có chốt áo này theo số ký, đo số đầu vai giùm em. Medium Rayler. Mới kem sờ bèn. Con này chắc là 100 cô tông chứ. Con này pin yếu rồi anh em ơi, sắp hết pin rồi. Con này 50 cô tông. Tem còn mới cứng luôn này. Sắp hết pin. 70 đến 80 ký. Vai 50. Chốt giùm em con này 96% trở lên. Chốt giùm em con này là 300 nghìn mã 64. Tiếp một cái quần ri vải màu bạc. Không phải bạc màu mà màu bạc nhé. Chất vải caro 6 tiếp hộp của bà mông bụng là 86. Cực kỳ đẹp. Cái vòng bụng cực kỳ hiếm. Dài quần là 110. Nhớ giùm em rằn ri màu bạc nha. Anh em nhớ màu bạc nó khác với màu ấy nhé.
từ trên này xuống thì đẹp nhưng mà chỗ này nó bị dính cái gì một chút xíu này. Qua bên này cũng đều đẹp hết luôn. Nói chung là mấy con mà đẹp đẹp như vậy nó hiếm lắm. Và tìm một con màu bạc nó càng hiếm hơn nhé. Đây cái màu rần ri của nó em nhìn đỏ giùm em này. Đấy, màu thường và màu bạc nó khác nhau như vậy nha. Đấy, cái màu đó là cũng gần nó tương tương, còn màu xanh kia nữa kìa. Chốt giùm em con này 500.000 mã 63. Tiếp con kaki tiếp vàng hàng cấp phát của lính Mỹ này. Kaki anh em, kaki tiêm vàng nó mát nha. Vai của nó là 45, 60 đến 70kg, 75 vẫn được. Dài áo 77, cái cổ nó đổ lông này anh em này. Anh em có thể dùng dao lam cạo cái lông này nó bay đi được nhé. Cái đó là mình cạo cho nó đẹp. Xanh ô liu cực đẹp. À cực xanh, chứ còn đẹp thì chưa dám nói. Ở đây là có cái tem nó gỡ thì có cái vệt hai cái tay vai nhé. Ở đây trước ngực nó không gỡ và đây nó không gỡ tem này. Cái phần đầu gỡ cái lòi cái vết ra ha. Nói 75 chứ cái thằng satin và kaki tem vàng nó rộng hơn bình thường. Đúng 80kg thì không có thể nói được. Nói đúng ra con này chui vào người 70kg bụng to là chui vừa, nhưng mà cái vai là không có vừa. Rồi chốt giùm em con này 400.000 mã 62. 400.000 mã 62. Tiếp một con áo này gọi là ký giả. Anh em nào thích nhiếp ảnh nghệ thuật hoặc là phiêu lưu thích cái phong cách này thì chốt nha. Áo này không phải hàng cấp phát mà hàng thời trang. Thời trang của lính thôi. Ủi thì bao la. Kiểu cách nó trẻ trung hơn. Nếu mà anh em có cái phong cách chơi này, bận nó trẻ trung mình thay đổi một chút nha anh em. Con này là vai 44, dài áo chỉ có 59 thì là như kiểu là đóng thùng vậy đó. Em bận đóng thùng ở trong, còn ngoài là anh em bận bụi bụi. Nhưng mà số ký con này to 80 đến 90kg. Mấy cái túi này anh em bỏ đồ vào thì nó phình ra là đẹp. Nhìn nó bụi bụi á, trẻ mà nó bụi bụi ngầu ngầu anh em ha. Rồi chốt cho em 400.000 mã 61. 400.000 mã 61. Tiếp một cái quần này nữa là của thằng Thủy Điến ha. Điện này của Mỹ đây mới trải. Cái quần này là hơi ngộ ngộ một chút này. Anh em mua nhìn kỹ dùm em, chất vải kaki ha. Cái đáy từ đây lên tới đây của Thủy Điến. Nhưng mà ở sau lưng, cái lưng của nó là phải 10 mấy phân. Và từ đáy lên đây là phải 2-40 phân. Cái đáy dài nha. Còn ở dưới ống quần này, dưới ống quần nó có cái đai y chang như của thằng Pháp. Ở bên hông thì có cái đai đôn này. Bây giờ em đo nhá, bụng là 94 anh em, đôn về 90 được. Nó là cũng 84 hộp. Dài quần là 108. Chiếc vải cơ kia này, hai túi đây, hai túi đây là 4 túi, đây hai túi nữa là 6 túi. Tức là cái quần này, ủa cái túi này sao to vậy ta? Không phải, túi này không phải. 6 túi. Nói chung là quần 6 túi. Hơi bị độc nha. Ống quần này chỉ có ống quần có 18. Rồi chốt cho em 600.000 mã 60. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nhé. Chúc mọi người một buổi trưa lành. Em chào ha.